8 năm yêu nhau, cặp đôi Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy vẫn giữ được sự thư thái, nhẹ nhàng mỗi khi nhắc về nhau. Trò chuyện với cặp đôi, Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh chẳng ngại ngần góp thêm cho sự không khí thêm sự sôi nổi, vui tươi. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, hai người cũng nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng lạc quan, chẳng phải lên gân chứng tỏ rằng chúng tôi đã yêu nhau suốt thời thanh xuân hay chúng tôi đã cùng bên nhau đi qua những tháng ngày gian khó nhất. Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh vẫn lặng lẽ đứng ở một nơi, tay nắm bàn tay và yêu nhau bằng cách đơn giản nhất. Câu chuyện về tình yêu gia đình hạnh phúc mở đầu trong tiếng cười rộn rã. Dù đã thấm mệt vì phải chạy sâu vào chương trình liên tục, nhưng cặp đôi vẫn nhuyễn miệng cười vui vẻ, thú nhận rằng đây là một lần hiếm hoi. Cùng trả lời phỏng vấn, Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh xin phép chỉ nhắc đến chuyện cá nhân. Những điều ồn ào trong quá khứ của cặp đôi cũng mong muốn được cất giấu. Vì với Ngô Kiến Huy, đó là một góc tối đã bị bỏ lại sau lưng. Điều còn lại duy nhất bây giờ là làm sao để giữ được nụ cười trên môi Khổng Tú Quỳnh và bảo vệ cô bạn gái đi qua miệng cười rèn pha, chết mắng. Ở phương diện này, Ngô Kiến Huy là một người đàn ông thực thụ. Khi người viết đặt thẳng vấn đề liên quan đến scandal tình cảm trong quá khứ, Ngô Kiến Huy đã xin dừng lại. Đối với anh chàng, việc đề cập chuyện buồn chẳng khác nào gây tổn thương cho Khổng Tú Quỳnh. Khi những ồn ào thị phi còn chưa thể nguôi ngoai, Ngô Kiến Huy chỉ lặng lẽ giữ lại cho riêng mình. Đó là cách anh tôn trọng Khổng Tú Quỳnh, người bạn gái hiện tại của anh và cả gia đình của cô ấy. Trước, Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy đã bắt đầu yêu nhau. Tình yêu này chẳng giống như câu chuyện được kể từ những bộ phim thanh xuân ngôn tình, lại càng không phải kiểu yêu đương chớp nhoáng như những bộ phim tuổi teen đặc sệt chất Mỹ. Nó là cái cảm giác nhìn lâu thành thương nhớ, là kiểu oan gia ngõ hẹp mà hai người bị ghét. Ngô Kiến Huy thậm chí còn không hiểu vì sao lại gây ác cảm cho Khổng Tú Quỳnh. Khoảng thời gian ấy, Khổng Tú Quỳnh vẫn là một cô bé dâu tây, nổi đình nổi đám trong cộng đồng mạng. Còn Ngô Kiến Huy vẫn chưa trở thành tên tuổi đất sâu như bây giờ. Và một lần đi diễn cùng nhau, Khổng Tú Quỳnh đã được đồng nghiệp dị tai rằng Ngô Kiến Huy nói xấu cô. Vậy là theo lời mách lẻo đó, Khổng Tú Quỳnh đã ghét Ngô Kiến Huy suốt một thời gian dài. Cô nàng thà có thêm một kẻ thù, chứ nhất thiết không để cho Ngô Kiến Huy được giải thích. Bị chửi điệu, chảnh, bài hát xe buýt hai tầng, thấy ghê ai mà không nhận. Quỳnh đã nghĩ trong đầu rằng tại sao cái anh chàng Ngô Kiến Huy đó mặt mũi trông cũng sáng láng mà lại chỉ thích đi nói xấu con gái nhà người ta như thế. Khổng Tú Quỳnh sợ dối trách móc người yêu vì thời điểm đó đã nghi ngờ mình bị nói xấu. Nhưng lửa gần sơm lâu ngày cũng cháy, khi sự thật tai bay vạ gió đó dần dần được phơi bày, Ngô Kiến Huy mới có cơ hội tiếp cận Khổng Tú Quỳnh. Bị cô bạn gái vạch mặt mình xấu tính, Ngô Kiến Huy chỉ vui vẻ mỉm cười, vì chính là cái sự hiểu lầm tai hại đó mà vô tình trở thành cầu nối giữa hai người tiến lại gần nhau hơn. Về sau, Ngô Kiến Huy tỏ tình với Khổng Tú Quỳnh thành công, thế là họ hiển nhiên trở thành một cặp. Chặng đường yêu kéo dài 8 năm, trên mỗi tháng mỗi ngày đã đi qua là hàng loạt những lần giận hờn cãi vã nhau vô cớ. Có những lúc buồn bã, thất vọng mệt mỏi đến mức phải dừng chân ngẫm nghĩ về những chuyện đã trôi qua. Nhưng đó là điều đặc biệt, là dù giận nhau đến mấy, hai người cũng chưa nói lời chia tay. Ngô Kiến Huy nói, Huy và Quỳnh quan niệm tình yêu phải có sự cảm thông đủ đầy. Nếu lúc nào giận cũng chia tay thì sẽ không còn sự tin tưởng trọn vẹn dành cho đối phương. Yêu em không còn đường lối. Yêu em. Yêu em.
Là nghệ sĩ, chuyện yêu đương cũng sẽ khác với người bình thường, nhất là khi Ngô Kiến Huy đã từng trải qua vụ scandal ồn ào với chị em Thanh Thảo, Thụy Anh, đi qua những biến cố nặng lòng, con người ta cũng dần dần cho mình cái vỏ bọc né tránh mọi tổn thương. Với Ngô Kiến Huy, Khổng Tố Quỳnh cũng thế. Ngô Kiến Huy thú nhận, anh chàng không thường tương tác với bạn gái trên mạng xã hội, và mãi đến bao nhiêu năm trời, cặp đôi mới cho ra mắt sản phẩm âm nhạc chung. Đấy không phải vì hai người chẳng hợp tính khi cùng công việc, mà vì cặp đôi quan niệm tình yêu là thứ riêng tư. Nếu không phải bất đắc dĩ công khai, thì nên cho nhau những cái vẹn nguyên tôn trọng. Khi gặp bạn bè, người thân, Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh chẳng hề ngại ngần bày tỏ tình cảm. Nhưng hễ xuất hiện trước đám đông, hai người sẽ thể hiện tình yêu ở chừng mực nhất định. Đó không hẳn là cách né tránh, mà đơn thuần chỉ là quan niệm về tình yêu khác biệt. Tình cảm là thứ thiêng liêng nhất của con người, Huy không thể nào làm tổn thương nó, dù ở bất cứ đâu, đặc biệt là đối với những người làm nghệ thuật như Huy, 99% năng lượng của mình dùng để cống hiến cho khán giả, và nghệ sĩ đặc biệt rất dễ tổn thương. Họ như trái bay vậy đó, nếu bể ra rồi thì sẽ gục ngã luôn, rất khó để có thể lấy lại cân bằng. Cách sống của Huy lúc nào cũng phân biệt riêng tư giữa tình cảm và công việc. Tình cảm là cái góc riêng, không thể dễ dàng phô bày. Vậy nên trên mạng xã hội, mọi người ít thấy Huy và Quỳnh tương tác với nhau. Huy quan niệm đó là tình cảm, thì nên đối mặt với nhau ngoài đời thực và giữ sự riêng tư nhẹ nhàng nhất có thể. Dù cho nghìn chung cách xa, dù cho sóng tố, vẫn yêu em. Thời gian trôi và ngày mai, anh sẽ luôn bên em trong đời bài ca lớp xưa. Kiến Huy, việc Khổng Tố Quỳnh yêu anh là một điều thiệt thòi. Vì đam mê công việc, Ngô Kiến Huy dành hầu hết quỹ thời gian của mình cho quay phim, làm MC. Anh chàng bận rộn với công việc cả ngày. Đến buổi tối trở về nhà gặp Khổng Tố Quỳnh, thì cô bạn gái lại đi hát. Múi giờ lệch nhau, khiến cho cả hai có chút bất tiện. Nhất là trong thời điểm, Ngô Kiến Huy ngày càng nổi tiếng, nhận show quay phim quảng cáo, làm MC liên tục. Còn Khổng Tố Quỳnh thì cứ thiếu may mắn mà chỉ hoãn công việc, dậm chân mãi ở vị trí dành cho cô bé dâu tây của 10 năm trước. Yêu tôi, Khổng Tú Quỳnh thiệt thòi rất nhiều, không chỉ riêng Quỳnh mà tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng vậy. Khi người bạn trai bên cạnh mình không thể dành thời gian bên nhau, điều này sẽ dẫn đến tình trạng không tìm được tiếng nói chung. Để giải quyết tình trạng này, chúng tôi chỉ còn cách dành cho nhau những chuyến đi chơi xa. Khi cả hai cùng nhau đi trốn ở một nơi nào đó, thì mọi khoảng cách, hiểu lầm, giận dỗi sẽ dần tan biến hết. Tôi là người vui vẻ, hoạt bát, Quỳnh cũng vậy. Nếu có giận nhau, thì mình là đàn ông. Thường thì tôi sẽ lên tiếng xin lỗi trước. Tôi thương Quỳnh vì cô ấy thẳng tính, bộc trực, có gì nói đó. Quỳnh là người hiểu tôi, chia sẻ và động viên tôi rất nhiều. Bất cứ khi nào cần sự tư vấn, tôi cũng sẽ tìm đến Quỳnh. Chắc có lẽ vì thế mà chúng tôi đã ở bên nhau được đến 8 năm. Cái thời thanh xuân đều dành cho nhau, cuộc đời người con gái, những năm tháng đẹp nhất đều chỉ có ở bên cạnh một người đàn ông. Đó là câu chuyện của Khổng Tú Quỳnh ở thời điểm hiện tại. Hỏi cô nàng về chuyện đã đòi Ngô Kiến Huy tiến xa hơn chưa, thì nữ ca sĩ bén lén mỉm cười, ra chiều ngượng ngùng, đáng yêu như một cô gái vừa mới ngày đầu bước chân vào con đường tình ái. Tuy nhiên, Khổng Tú Quỳnh lại cho rằng tình yêu này vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Khi mà cả cô và Ngô Kiến Huy đều tâm niệm dành hết quỹ thời gian cho công việc, thì rất khó để có chuyện cả hai tính tới chuyện về chung một nhà. Ngô Kiến Huy nói, đến thời điểm thích hợp, khi cả Quỳnh và Huy đều cảm thấy đã đến lúc cưới nhau rồi, thì sẽ tổ chức hôn lễ. Còn bây giờ, cả hai vẫn ưu tiên mọi thứ cho công việc. Cho nghìn chung cách xa, dù cho sóng tố vẫn yêu em. Thời gian trôi và ngày mai, anh sẽ luôn bên em trong đời bài ca. 8 năm không phải là ngắn, nhưng cũng không thể gọi là quá dài. Nhưng nó chứa đựng rất nhiều niềm vui, nỗi buồn. Để đi được đến ngày hôm nay, Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy thừa nhận cặp đôi đã nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình hai bên. Mỗi khi có thời gian rảnh, Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đều đến nhà đối phương để ăn uống, trò chuyện. Lúc thì cặp đôi gặp gỡ gia đình Ngô Kiến Huy, lúc cặp đôi lại về chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình Khổng Tú Quỳnh. Tuy đám cưới vẫn chưa diễn ra, nhưng mối quan hệ này đã rất khăng khít và bền chặt, bởi lẽ gia đình hai bên đều dành cho mỗi người sự yêu thương và tôn trọng.
bố mẹ hai bên quan tâm lo lắng cho Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy đến từng miếng ăn, giấc ngủ. Nhắc đến điều này, cặp đôi sảng sỡ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui và xen lẫn cả niềm tự hào dành cho gia đình nhỏ của riêng mình và cả của đối phương. Cặp đôi luôn tạo cho người đối diện cái cảm giác như họ đang sống trong thế giới của riêng họ, chứ không phải là đang kể lể bất cứ điều gì nặng nhọc nào. Vẫn vô tư cười nói, vẫn hài hước chọc ghẹo và trách móc nhau, tình yêu của cặp đôi này là miếng bánh dâu tây chua ngọt khi lãng mạn đến tận cùng, lúc lại dỗi hờn, ngô nghê như lứa đôi thuở mới chớm hẹn hò. Yêu đó rồi lại hờn nhau đó, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn tìm về nhau, thì đành rằng là còn mải mê đi tìm đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng cũng hy vọng rằng hai người sẽ sớm là đôi uyên ương ở chung một tổ ấm. Video này chẳng những thỏa lòng mong đợi của các fan mà còn là cái kết nguyện viên cho 8 năm thanh xuân của Khổng Tú Quỳnh đã dành chọn cho Ngô Kiến Huy. Cùng bước chân vào làng giải trí, đến nay Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã có hơn 10 năm trong nghề. Tuy nhiên dấu ấn của cả hai lại chính là mối tình bền vững 8 năm khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây người hâm mộ cặp đôi đã có dịp dần dần khi những thông tin về một đám cưới hoành tráng sắp thành hiện thực trên fanpage Instagram của Chàng Bắp. Bức ảnh cầu hôn cùng dòng trạng thái đó là chặng đường dài tôi muốn đi cùng với em nhận được phản ứng rầm rộ từ người hâm mộ. Hầu hết mọi người đều đoán giả đoán non đây là bước khởi đầu cho kế hoạch về chung một nhà của cặp đôi. Hiện tại cả Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh vẫn chưa có bất cứ động thái nào trước thông tin này. Tuy nhiên hy vọng trong năm nay, fan của cặp đôi đáng yêu này sẽ được đón nhận một lễ cưới thật lung linh.